Mình chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cái cách mà đậu phộng rang nước mắm tỏi ớt á. Thì đây là một cái món ăn mà khá là quen thuộc đối với mọi người ha. Thì ăn với cơm nè, nhâm nhi uống với bia rất là ngon ha. Thì mình nguyên liệu chính của mình là đậu phộng nè, với lại một củ tỏi với ba trái ớt ha. Bây giờ mình cân 200g đậu ha. Cái này là gói tiêu hột nè. Mình nhà mình thường dùng là bỏ tiêu vô trong cái đậu phộng là mình chống mối mọt là ẩm mốc rồi ha, là mình ăn được quanh năm luôn. Có thể là mình dùng cho đậu đen hoặc là đậu xanh cũng được ha. Trước tiên là mình đi rửa đậu phộng ha. Rồi mình rửa sơ thôi á, mình để đậu phộng mình để lên cho ráo nha. Ớt thì mình nên bỏ hộp ha. Tỏi thì mình băm dừa thôi ha, mình không cần băm nhuyễn lắm ha. Giờ mình phi tỏi ha, mình cho khoảng 5 muỗng dầu là được. Rồi mình cho cái tỏi nó vô trước. Rồi tỏi mình nó hơi vàng là mình cho ớt vô nha. Rồi tỏi của mình á là mình thấy nó hơi vàng là được rồi ha. Nó vàng quá là nó đắng. Đậu của mình giờ nó ráo rồi ha. Thì mình đổ vô mình rang đậu trước nha. Mình rang cho nó khô thiệt, khô cái nước này đi rồi vậy. Mình mới cho dầu ăn vô nha. Mà rang đậu á thì mình phải đảo đều tay á, không thì đậu mình á là, với lại mình hạ lửa cho nó thấp xuống, không thì đậu mình nó nhanh khét mà nó còn sống á, nó không có được thơm cái đậu ha. Giờ đậu mình nó ráo rồi á là mình cho khoảng nửa muỗng canh dầu ăn vô ha. Mình rang mình đảo đều tay thường nha, không thì nó dễ bị khét lắm. Rồi đậu hồi nãy giờ mình rang á là được rồi nè ha. Mình nghe nó cái tiếng nổ của nó hết nổ rồi á, nó ngả màu hơi vàng vàng nè. Đó là mình nghe cái mùi thơm của đậu phộng rang á là được rồi ha. Rồi giờ mình tắt bếp nha. Rồi giờ mình cho ra cái rổ cho nó nguội nha. Giờ đến cái bước cuối cùng là bước quan trọng ha. Rồi giờ chảo mình nóng, nhớ là lửa thiệt là nhỏ nha, chứ không thì mình không có làm kịp nha. Đó, cái dầu này, dầu phi tỏi hồi nãy nè, thì mình cũng cho, giờ mình cho nửa muỗng canh thôi ha. Một muỗng canh đường dung nha. Rồi hai muỗng nước mắm ha. Nhớ là hai muỗng canh đường của nước mắm nha. Rồi mình xài ớt bột Hàn Quốc á, cho nó đỏ đẹp ha. Mà bạn nào không có thì mình xài bột ớt của Việt Nam ha. Rồi giờ mình đảo nè, mình đảo cho nó tan hết đường á là được nè. Rồi mình tắt lửa nha. Cuối cùng á là mình cho tỏi phi vô nha. Mình đảo đều lại. Mình mà không có ớt bột á là mình xài bằng tương ớt cũng được nữa nha. Thì bạn nào thích ăn cay thì mình cho ớt nhiều vô.
Bây giờ cuối cùng đó là mình cho đậu phộng vô mình trộn ha. Đó, mình nhắc lại nha, là trước khi mình cho đậu phộng vô là mình tắt bếp rồi ha, là giờ mình chỉ có trộn cho nó đều thôi. Giờ cho đậu phộng ra dĩa ha. Khi đậu phộng mà nó còn ấm như vậy nè thì mình sẽ tranh thủ dùng tay bóp nhẹ nhàng cho nó tơi ra ha. Thì để mà mấy cái hột đậu phộng á, nó không dính lại với nhau. Đậu phộng mà rang nước mắm á, thì nó có cái vị mặn mặn, ngọt ngọt, thơm mùi tỏi. Nhà mình á, thì thường dùng ăn với cơm hoặc là các bạn có thể nhâm nhi uống với bia. Chắc hẳn là mọi người ai cũng thích. Thì lưu ý á, là đậu phộng nguội hẳn rồi thì mình mới cho dầu hũ. Thì mình ăn trong vòng 1 tháng á. Thì cũng cảm ơn các bạn đã xem, thì chúc các bạn thực hiện thành công nha.